hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Như các bạn có thể thấy thì hôm nay thời tiết khá là nóng bức. Tuy nhiên là khoa phụ sản của chúng tôi thì đang đón tiếp khá là nhiều khách hàng đến để đăng ký cũng như là sử dụng dịch vụ đấy ạ. Chúng ta có thể thấy là những khách hàng đến thăm khám thì còn có cả các mẹ bầu nữa. Và bây giờ chúng ta hãy lại gần hơn để trò chuyện với một khách hàng nhé. Dạ vâng ạ, đây là chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi một chút là hôm nay chị đến tham gia đăng ký cũng là sử dụng dịch vụ gì ạ? Hôm nay em đến để khám phá đăng ký gói chị đó là dịch vụ gì thì cứ nghe quảng cáo là những cái chương trình khuyến mãi. Cho em hỏi một chút là hiện nay thì chị đang mang thai mấy tháng rồi ạ? Tháng thứ hai ạ. Dạ vâng ạ. Hiện nay thì em đang thấy là chị đang theo dõi cái tờ rơi khoa phụ sản của bên em. Ở trong này thì đã có khá nhiều thông tin. Tuy nhiên là một lát nữa thôi thì sẽ có các bạn tư vấn ra để tư vấn cụ thể cũng như là trực tiếp với chị để chị có thể lựa chọn được cái gói khám phù hợp nhất với mình nhé. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Và các bạn ơi, khoa phụ sản của chúng tôi thì là 24/24. Đó là ngoài cái thời gian hành chính, nếu mà mẹ bầu nào quá bận thì các mẹ có thể đăng ký khám ngoài giờ cũng như là khám thứ bảy và chủ nhật các mẹ nhé. Dạ vâng ạ, các bạn có thể thấy là các nhân viên cũng như là các điều dưỡng và bác sĩ của chúng tôi đang làm việc rất là chăm chỉ để phục vụ khách hàng đấy ạ. Dạ vâng ạ, và cái live stream của chúng ta hôm nay thì sẽ đặc biệt hơn nữa khi chúng ta chuẩn bị theo chân một mẹ bầu đến để đi đẻ mổ ạ. Hôm nay thì mẹ bầu đang chuẩn bị đi đến phía trường của chúng ta để đăng ký và chỉ một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ được làm mẹ bầu ngày hôm nay nhé. Các bạn có thể thấy là không khí rất là đông đúc và tấp nập đúng không ạ? Có một điều đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ, đó là livestream của ngày hôm nay chúng tôi sẽ theo chân một mẹ bầu có tên Diễm Ly đến bệnh viện Thu Cúc để thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng bằng phương pháp đẻ mổ. Và hiện nay thì chị Ly đang được các bác sĩ của bệnh viện Thu Cúc thăm khám trước sinh. ¿Cuánto pesa su bebé por ultrasonido? Ah, es una payoga. Va, casi 3.4 kilogramos. Thưa tất cả các bạn, tại bệnh viện Thu Cúc thì tất cả các sản phụ sẽ được các bác sĩ thăm khám sức khỏe để quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ nhất. Và bên cạnh đó, trước khi lên bàn mổ thì bác sĩ cũng có những lời khuyên dành cho các mẹ sau khi sinh để sớm phục hồi sức khỏe các bạn ạ. Que a las 8 horas, ya de 6 a 8 horas ya se puede empezar a ingerir alimentos, como agua, como natural, después que ya haya pulso, gases bastante, entonces se puede comprar una sopa, algo blando, una dieta blanda. Antes no, porque se distiende. Thì là bắt đầu có thể ăn, tức là ăn có thể, nhưng mà lượng vừa phải thôi nhé. Nói chung là ưu tiên đồ ăn nhỏ. Imagina que cesárea anterior.
Và như vậy là chúng ta vừa cùng mẹ Diễm Ly trải qua quá trình thăm khám của bác sĩ rồi. Và các bạn có lẽ cũng rất hồi hộp và chờ đợi xem quá trình sinh mổ sẽ diễn ra như thế nào đúng không ạ? Và sẽ không thể để các bạn chờ lâu hơn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tiến sang phòng mổ với chị Ly nhé. Các bạn cũng có thể thấy rằng là gương mặt của chị Ly khá là vui vẻ và thoải mái, mặc dù hôm nay thời tiết Hà Nội khá nắng nóng. Bởi lẽ chị Ly có lẽ là cũng đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng vật cạn để đón chào bé yêu của mình rồi. Vâng, và đây là phòng sinh mổ của Bệnh viện Thu Cúc. Các bạn có thể thấy là đây là những trang thiết bị phục vụ cho quá trình sinh mổ của sản phụ rất là đầy đủ và hiện đại. Và các bạn cũng có thể thấy rằng là các nhân viên y tế của chúng tôi thì đang chuẩn bị công tác gây tê tủy sống cho chị Ly. Và có lẽ đối với mẹ bầu nào đã từng sinh mổ thì đã nắm rõ quy trình cơ bản này rồi đúng không ạ? Còn đối với các mẹ sinh lần đầu thì có thể xem chi tiết thao tác gây tê tủy sống như thế nào nhé. Con là gì? Hà Lan Chi. Để MD là bao nhiêu? Điền số xem. Điền số xem. Điền số xem. Vâng, và thưa quý vị, các bác sĩ đang tiến hành gây tê tủy sống rồi. Và quy trình gây tê tủy sống thì rất đơn giản và nhanh gọn, không đau đớn nên mẹ hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Thank you.
Vậy là các bác sĩ đã tiến hành bắt đầu mổ đẻ cho chị Ly rồi đấy ạ. Và có lẽ ngay lúc này đây thì mẹ Ly đang rất là hồi hộp chào đón đứa con của mình. Và không chỉ riêng chị Ly đâu, và tôi nghĩ chắc hẳn là các bạn cũng đang rất hồi hộp và mong ngóng muốn xem mặt em bé của chị Ly như thế nào đúng không ạ? Và chúng tôi nghĩ là có lẽ người mong ngóng nhất chính là những người thân trong gia đình, và đặc biệt là bố của cháu bé đang ngồi đợi ở ngoài. Và trước đó thì bố của cháu bé cũng đã có chia sẻ với chúng tôi rằng là anh đang mong đợi từng phút từng giây để được thấy mặt con mình. Và các bạn hãy cùng tôi đếm ngược để chào đón bé chào đời nhé. Các mẹ hãy yên tâm nhé, trong quá trình sinh nở tại Thu Cúc thì các bác sĩ sẽ thực hiện những thao tác mổ đẻ rất an toàn. Bên cạnh trong quá trình sinh mổ thì bác sĩ cũng sẽ luôn ân cần động viên mẹ bầu giúp quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi. Vâng, và các bạn có nghe thấy gì không ạ? Đó là tiếng khóc chào đời của một bé gái rất kháu khỉnh và đáng yêu. Vậy là quá trình mổ đẻ của chị Ly đã hoàn tất rồi, và chị Ly đã vượt cạn thành công rồi các bạn ạ. Và một giây phút thật là hạnh phúc và thiêng liêng đúng không ạ? Và vâng, chính chúng tôi những người trực tiếp chứng kiến quá trình sinh nở của chị Ly ngày hôm nay thì cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Và ngay sau đây thì các nhân viên y tế của chúng tôi sẽ tiến hành thao tác quấn tã lót và đưa em bé lên cân nặng. Còn phía sau thì các bác sĩ thì đang tiến hành vệ sinh và khâu vết mổ cho chị Ly. Quần cho anh đi tắt thì nâng đỡ bị rơi. Anh ơi. Oh!
Còn bây giờ thì có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của chị Ly khi được tận mắt nhìn thấy con yêu và ôm ấp con mình vào lòng. Các bạn cũng có thể thấy rằng là niềm hạnh phúc vô bờ đã hiện rõ lên khuôn mặt của chị Ly rồi đúng không ạ? Bây giờ thì các bác sĩ sẽ tiến hành đưa em bé vào lồng giữ ấm.
và chúng ta chuẩn bị đưa em bé tiến ra ngoài gặp người nhà của em bé nhé. Và chắc hẳn là bố và gia đình, ông bà cháu thì đang rất mong ngóng đó ạ. Vâng, và các bạn có thể thấy rằng là không chỉ có bố của em bé đâu mà cả ông bà nội và bà ngoại của em bé cũng đang rất là háo hức. Chúng ta có thể thấy rõ niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của ông bà khi chào đón cháu yêu của mình. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tiến vào phòng chăm sóc sơ sinh. Vâng, và thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa được chứng kiến một ca sinh mổ của một sản phụ tại Bệnh viện Thu Cúc. Và hiện tại thì Bệnh viện Thu Cúc đang triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các mẹ bầu đăng ký gói thai sản chọn gói trong tháng 7. Đó là tặng 30% cho gói thai sản chọn gói chỉ với 9,4 triệu đồng. Các mẹ sẽ được các bác sĩ chuyên khoa sản trong nước và quốc tế trực tiếp thăm khám trong suốt quá trình mang bầu cho đến khi sinh đẻ. Đồng thời thì mẹ và bé sẽ được chăm sóc 24/24 trong thời gian lưu viện. Và ngoài ra, khi đăng ký gói thai sản chọn gói thì các mẹ còn được hưởng những quyền lợi khác như được tham gia lớp học tiền sản miễn phí tắm cho bé, massage cho mẹ tại nhà sau sinh và rất nhiều những ưu đãi tuyệt vời khác.
Và nếu mẹ bầu nào đang có nhu cầu thì đừng quên gọi ngay đến tổng đài của chúng tôi 1900 558896 để được tư vấn miễn phí nhé. Và chúc các mẹ bầu vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông.